Tôi để trục rỗng giúp anh em chạy mượt hơn và có cái tốc độ nó tối ưu hơn, giúp anh em nhẹ đạp hơn và tăng tốc cách chạy. Mình phải có cái tuôn là 44mm thì để mình vặn được cái trục PB này các chị. Hai cái lục giác nè, 5mm để mình vặn cái con ốc ở đây mở bò để làm trơn cái trục PB. Thì ở trên cái trục PB nó có cái ký tự nè. Ở đây là R và giúp cho anh chị lắp bên tay phải, và L là sẽ giúp cho mình lắp bên tay trái nha. Anh em lắp là nhớ là trong cái mở bò và cái răng này và cái răng ở đây để làm trơn ha. Rồi thì anh em lắp là anh em lưu ý nè, cái chiều vặn bên tay phải ha. Rồi lưu ý khi lắp ha, là mình cho nhẹ nè, mình xoay nè, xoay nhẹ các anh chị ha. Rồi cái chiều vặn vào á là vặn ra phía sau nè các anh chị thấy không, mình vặn ra phía sau như thế này đó, vặn ra phía sau và anh chị thấy là mình vặn nhẹ nhàng nha. Mình phải vặn nó thiệt là nhẹ như vậy mà nó vào á thì như vậy nó mới đúng răng. Còn nếu mình phải siết thật là mạnh tay mới vào á là đã bị sai răng rồi, thì mình phải vặn ngược nó ra để mình chỉnh trở lại cho nó đúng khớp với cái răng anh chị ha, chứ không nó bị chèo răng lại sẽ hư cái răng của trục BB này. Anh chị lưu ý không ạ? Anh chị nói là phải dùng đúng cái tool ha. Đó thì mình cho vô như vậy nè, nó khớp thì khi mình vặn như vậy á thì nó sẽ không có làm hư cái trục BB của mình ha. Rồi và bây giờ là lắp bên tay trái, nó cũng cho mở bò vào trong trục ha, cho mở bò vào đây, cho mở bò vít vào đây cho trơn. Rồi mình vặn vào. Rồi thì cái thế vặn á là cũng vặn nhẹ nha cả nhà. Đó, vặn hai ngón tay nhẹ nhàng vào là nó vào ha. Đó, còn nếu mà nặng quá là bị chèo răng rồi thì mình phải gỡ ra vặn lại nha. Anh chị thấy không, mình vặn rất là nhẹ nhàng. Và cái chiều mà xoay vào á là xoay ra phía sau như vậy, được không? Xoay ra phía sau là xoay vào, còn lúc mở ra là mình xoay ra phía trước như vậy. Rồi bây giờ thì lắp cái đùi đĩa vào thôi, mình phải làm trơn ha, làm trơn cái đùi đĩa bằng mỡ bò đó. Mình xoa một ít cái mỡ bò vào cái trục này cho nó trơn nha anh em. Rồi xoa vào cho nó trơn, rồi sau đó mình bỏ vào cái trục ha, bắt lắc nhẹ thôi đó. Rồi bắt nhẹ như vậy đó, anh em đẩy sát vào và mình để ý ha, cái răng này nè nó có cọ với cái khung sườn này không nha, mình để ý ha. Đó. Rồi lắc sát vào như vậy. Thì tiếp theo là mình gắn cái đùi bên tay trái vào. Đó, thì đây nó có cái răng ha. Và đây là những cái răng này. Đó, mình làm nhẹ nhẹ nó vô khớp nè, thấy không? Đó, vậy là nó vô khớp được chưa? Rồi, sau đó thì mình siết cái lục giác lại thôi. Rồi, siết lục giác lại. Rồi, và cuối cùng là mình đậy cái nắp lại thôi. Rồi, xoay. Rồi đây thì cái nắp này nó có mũi tên nè. Chưa? Nó có cái mũi tên nó hướng dẫn mình cái chiều xoay nè. Nó cứ xoay theo mũi tên là siết vào thôi anh em ha. Rồi, sau khi mình đã lắc xong xuôi rồi bắt đầu mình test. À, mình xoay coi nó có trơn chua mà mình nâng áp lên được đùi đĩa trục rỗng thì cái bộ chuyển động của mình nè nó rất là mượt, bởi vì nó xài bạc đạn, nó rất là mượt, rất trơn tru, giúp cho anh em chạy nhẹ đạp hơn, mình chạy mượt hơn và mình có được cái tốc độ nó tối ưu hơn. Rồi anh em mua cái đùi đĩa intro này thì có thể click vào trong giỏ hàng ha, có nhiều cái mẫu đùi đĩa trục rỗng cho anh em lựa chọn. Rồi chúc anh em thành công.